chuyên bán buôn bán lẻ các loại bánh kẹo, rượu, bia, băng bỉ và các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho tiêu dùng. Cửa hàng của chúng tôi đang áp dụng chương trình mua hàng tích điểm theo BVI Mall. Nhờ có BVI Mall mà khách hàng gần xa đã biết đến cửa hàng tiêu dùng, tăng một doanh thu cho cửa hàng trong thời gian vừa qua. Chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, BVI Mall sẽ phát triển sâu rộng hơn để nhiều người biết đến và được hưởng lợi ích nhiều hơn từ dịch vụ này.